À, thắng là có một món quà. Bạn nào lên trước? Phúc An hả? Đừng chị My đừng giúp. Rồi để Phúc An tự lên nha. Người ta lên một bên sao Phúc An leo hồi đi một vòng luôn phải con? Rồi cố lên. Cố thêm một tí nữa, sắp tới rồi. Sắp thành công rồi các bạn ơi. Cố lên, sắp thành công rồi đấy. Trời ơi sắp rồi, bạn ơi nhìn kia sắp chạm ở trên rồi, cố lên. Một lần nữa là chạm. Yeah, chạm nóc nhà. Rồi đi xuống. Rồi di xích ra đi con. Rồi tới lượt ai? Rồi tới lượt di đi, di trước đi. Rồi. Cố lên. Rồi di trèo nhanh thế. Di là vận động viên chuyên nghiệp này, trèo nhanh này. Trời ơi vận động viên chuyên nghiệp nha. Vận động viên chuyên nghiệp. Chạm nóc nhà chưa? Wow. Chị di lên, di vỗ mạnh vào cái thanh xà luôn. Bây giờ chị My leo tiếp coi là vỗ mạnh hơn không nha. Em không biết giơ tay. Trời ơi, nhìn chị My kìa. Trèo rất nhanh. Rồi. Trời ơi, giỏi thế. Di vẫn là trèo đỉnh nhất. Con trèo nhanh hơn. Di với My đều trèo nhanh. Phúc An phải luyện tập thêm là sẽ nhanh. Cố lên. Được không? Lên được không? Wow. Rồi xuống uống nước mía nào các bạn ơi. Trời ơi chị My. Rồi đi vào uống nước mía nào.